Chào anh em, nay bên em bán con Ford 4000 đầu một nha anh em, xe zin toàn bộ và đặc biệt xe là có giấy tờ đăng kiểm đầy đủ luôn nha anh em. Xe này là đời T4, giá cả thương lượng nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình nha anh em. Xe này thì là một lọt lòng 2m35, cao 1m95, dài 4m05 nha anh em. Xe thì đi hộp số Camat, cầu Hyundai 8 tấn nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để biết thêm thông tin và có thể xem xe trực tiếp tại Hướng Quảng Bình Phước nha anh em. Mến chào anh em.